Xin chào các bạn, rất vui khi chúng ta lại được gặp nhau trong chương trình tư vấn du học Mỹ cùng công ty Tân Đại Dương. Và thành phố Playwood, bang Washington, chỉ cách Seattle khoảng 45 phút đi xe, là cửa ngõ của khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương của Mỹ. Đây là một khu vực có thiên nhiên yên bình, khí hậu mát mẻ và nhiều danh lam thắng cảnh nổi tiếng. Khi du học Mỹ tại đây thì bạn được học tập và sinh sống, cũng như là có cơ hội tham gia vào các hoạt động ngoại khóa như là bơi thuyền, đi bộ đường dài, đạp xe đạp tại các công viên quốc gia. Thành phố Seattle cũng nổi tiếng là một thành phố sầm uất và năng động của nước Mỹ. Và hôm nay đến với chương trình tư vấn du học Mỹ, Tân Đại Dương xin giới thiệu bạn một trường, đó là trường Pierce, là trường cao đẳng cộng đồng tại thành phố Playwood, bang Washington, được thành lập vào năm 1967. Mỗi năm thì trường là nơi học tập và nghiên cứu của hơn 21.000 sinh viên. Hiện tại thì trường có 2 campus và đều là ở thành phố Playwood, bang Washington. Và những điểm nổi bật của trường cao đẳng Pierce thì đa dạng chuyên ngành học, đa dạng các loại bằng cấp, nhiều hoạt động ngoại khóa, thể thao, nâng cao đời sống sinh viên tại thành phố Seattle và có chương trình Anh ngữ ESL cho sinh viên chưa đủ điều kiện tiếng Anh, chương trình cao đẳng kép danh dự và chương trình cao đẳng cộng đồng danh dự, chương trình duy nhất làm đối tác của cả các trường đại học công lập và tư thục danh giá trên khắp nước Mỹ. Cộng đồng học tập lành mạnh, mang tính hỗ trợ cao, đội ngũ giảng viên nhiệt huyết và chất lượng. Lớp học nhỏ phát huy tính tương tác. Vào năm 2006 thì thư viện của trường đạt giải thưởng cấp quốc gia Excellency. Và sinh viên thì có nhiều lựa chọn chỗ ở khi mà học tập tại trường như là homestay, ký túc xá hoặc là mướn nhà riêng ở gần trường. Và hội sinh viên quốc tế của trường sẽ hỗ trợ rất nhiều cho sinh viên quốc tế để hòa nhập với văn hóa và học tập tại Mỹ. Ngoài ra thì trường còn có một số hội nhóm nghệ thuật khác về nhảy hiện đại, làm phim, các hoạt động xã hội, v.v. Thành phố Playwood là nơi sinh viên học tập, hiện có hơn 58.000 dân, khí hậu ôn hòa và không hề khắc nghiệt chút nào. Thì đối với chương trình cao đẳng cộng đồng, bình thường điều kiện đầu vào của trường cũng tương tự như là các trường cao đẳng cộng đồng khác, là yêu cầu sinh viên phải tốt nghiệp cấp 3 và điểm GPA từ mức trung bình trở lên. Sinh viên không đủ điều kiện tiếng Anh trước khi vào học thì trường cung cấp chương trình tiếng Anh ESL dành cho sinh viên quốc tế. Trường thì cung cấp chương trình cao đẳng kép hay còn gọi là trung học kép. Đây là chương trình được thiết kế cho học sinh lớp 11 chưa tốt nghiệp trung học phổ thông và một lựa chọn tuyệt vời nhằm tiết kiệm chi phí. Nếu học sinh học xong lớp 10, đủ 16 tuổi và có khả năng, học sinh có thể lựa chọn để vào học chương trình cao đẳng kép danh dự. Sau khi hoàn tất chương trình này đến năm 18 tuổi thì học sinh có cơ hội để được học tại các trường đại học thuộc top 100 các trường tại Mỹ. Và các kỳ nhập học của trường là vào tháng 1, tháng 4, tháng 7 và tháng 9. Để tìm hiểu rõ hơn về chương trình học, học phí của trường thì bạn hãy truy cập website của Tân Đại Dương là tandaiduong.edu.vn hay là tddvn.com. Và để được hướng dẫn thủ tục du học Mỹ tại trường thì bạn vui lòng gọi về số 0838484879 hoặc đến trực tiếp công ty thì địa chỉ 148/1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất để được chuyên viên tư vấn hỗ trợ. Chào tất cả các bạn đến với chương trình chia sẻ qua du học của công ty Tân Đại Dương. Và các bạn thân mến, thì du học Mỹ được khá nhiều các bạn sinh viên lựa chọn làm điểm đến để du học bởi các trường đại học của Mỹ thì luôn được đánh giá cao. Và hơn nữa thì với tấm bằng của các trường đại học Mỹ thì bạn luôn có một lợi thế nhất định. Ngoài ra thì các trường của Mỹ luôn cung cấp các khóa học đa dạng và đó cũng là lý do mà nhiều bạn sinh viên lựa chọn Mỹ làm điểm đến để du học. Và đến với chương trình hôm nay thì Tân Đại Dương mời các bạn cùng trò chuyện với bạn Kiều Ngân vừa nhận được visa du học Mỹ và cùng trò chuyện với Kiều Ngân để tìm hiểu xem là ngành học mà Kiều Ngân lựa chọn bên Mỹ là ngành gì và quá trình làm hồ sơ của Kiều Ngân thì như thế nào nhé. Xin chào Kiều Ngân. Dạ em chào chị. Em có thể đôi nét về bản thân em. Dạ em là Kiều Ngân, năm nay em 18 tuổi và em là sinh viên năm nhất của trường đại học quốc tế. Và em cũng có đang theo học tại trường ngoại ngữ không gian. Sở thích của em thì em thích đi chơi với bạn bè, thích nghe nhạc và đọc sách. Cái cảm nhận của em khi nhận được visa du học Mỹ thì như thế nào? Trời, em rất là sung sướng, em rất là vui. Lúc nhận xong thì em la lên. Được biết thì ở Việt Nam là Ngân đang học chương trình năm nhất của ngành du lịch khách sạn. Dạ. Không biết qua Mỹ mình có theo học tiếp ngành du lịch khách sạn không em? Dạ không, em sang Mỹ thì em định học ngành du lịch kinh doanh. Vì em thích cái môi trường ở bển, bản trị kinh doanh thì nó rất là rộng lớn, cái kiến thức của nó. Thì em muốn qua bển là em học về kinh doanh, chứ không riêng gì là học về khách sạn không. Trường em học là trường Mercator Community College ở bang Oregon.
trường của em được thành lập 40 năm rồi. Và ngôi trường này thì được thu hút hơn 7.000 sinh viên, trong đó đến từ 20 quốc gia khác nhau. Và ngôi trường này thì cái lớp học của nó thì chỉ tối đa khoảng 15-20 người thôi. Cái thầy cô thì sẽ dễ dàng mà chăm sóc chúng em hơn. Và cái ban này nó rất là tốt để cho em có thể tập trung hiệu quả hơn về việc học của em. Em ở với người thân là cô em. Thì nhiều bạn lại chọn đi du học như là Singapore hay là Úc. Tại sao mình lại chọn Mỹ đi du học? Tại vì Mỹ là có nền kinh tế và giáo dục đứng đầu thế giới. Thì các nước khác thì Anh và Úc thì cũng có nền kinh tế giống như Mỹ. Nhưng mà Anh thì em thấy là cái khí hậu của nó rất là lạnh, thì em thì không thích nghi được lạnh, quá lạnh. Và còn Úc thì cái học phí của nó so với Mỹ thì rất là đắt. Thì chính vì thế em chọn Mỹ, vừa có khí hậu tốt lại cái học phí vừa với điều kiện gia đình em. Cái hành học tập của mình khi qua Mỹ thì như thế nào? Dạ, em sẽ học 5 năm ở bên Mỹ, 1 năm học tiếng Anh ở ngôi trường đó, và 2 năm em học lên cao đẳng, và 2 năm thì em sẽ liên thông lên đại học Portland State University. Và sau đó là em sẽ quay về Việt Nam và sẽ làm cho công ty Unilever của Mỹ. Dạ, cái đó là điều mà em muốn. Qua đó thì mình biết được dịch vụ của Tân Đại Dương không ha? Dạ, em có biết về cái này, là ba em cũng biết về cái công ty này, và một cô bạn của mẹ cũng có cháu làm ở đây rồi, xong rồi giới thiệu chị em tới, rồi chỉ em mấy cái nói là gặp chị Quỳnh. Rồi em cũng tới, em gặp chị Quỳnh thì chị Quỳnh hướng dẫn cho em làm hồ sơ rồi chuẩn bị thôi. Cho chị hỏi cho em là cái cảm nhận của Ngân khi làm hồ sơ ở Tân Đại Dương thì như thế nào ấy? Dạ, em chỉ có ba cái để nói là gọn gàng, nhanh chóng và dễ thương. Em thì làm hồ sơ thì cũng nhanh lắm chị, trong vòng 2 tuần. Dạ, 2 tuần sau em phỏng vấn xong là đi phỏng vấn luôn, là đúng 1 tháng. Thì trong khi làm hồ sơ thì các chị Quỳnh và các anh chị dạy em thì rất là vui, rất là tốt. Nhất là anh Bảo Anh truyền lại cho em những cái kiến thức hay là cái cách nói để lãnh sự tin mình hơn và tự tin hơn. Thì chính vì thế thì em có đủ tự tin để hôm nay em đi phỏng vấn và đọc visa. Thì anh Khô lãnh anh nghiêm khắc lắm. Tuy là anh nghiêm khắc nhưng mà anh cũng vui, là anh thấy ai đi ngang qua mà đậu visa, anh kêu lại anh nói vô đây để trò chuyện với mấy bạn hôm nay có đậu visa hay này nọ không, xong rồi anh tặng quà. Thì cái lúc đó thì em thấy anh vui, anh cười, còn mấy cái lúc anh dạy thì cái gì anh cũng hỏi hết á, anh hỏi để cho mình thử coi mình có trả lời được hay không. Chị cảm ơn những chia sẻ của Ngân trong buổi trò chuyện ngày hôm nay ha. Dạ. Và vừa rồi thì chúng ta cũng đã vừa lắng nghe những chia sẻ của Kiều Ngân. Và để tham khảo thêm các chia sẻ của các du học sinh đã nhận được visa du học thì các bạn tham khảo tại website tandaiduong.edu.vn hay là tdvn.com. Xin chào và hẹn gặp lại.